xưa có câu: giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay. Đôi mắt được coi là cánh cửa của cuộc đời. Đôi mắt sáng thì cuộc đời tươi sáng. Đôi mắt càng mờ thì cánh cửa của tương lai cũng dần khép lại. Sống với đôi mắt mờ là nỗi vất vả, khổ sở, là nỗi ám ảnh lo sợ của tất cả những ai đang mắc những căn bệnh về mắt. Thế nhưng, nơi vùng quê nghèo xa xôi, hẻo lánh, đang có hàng trăm, hàng ngàn con người còn phải đồng cam, cộng khổ với đôi mắt mờ do bệnh tật. Đặc biệt là những người cao tuổi thường bị đục thủy tinh thể do sự lão hóa của tuổi tác. Trên tinh thần luôn đồng hành và sẻ chia yêu thương, Đoàn Thiện Tâm Charity Group phối hợp với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Trưng Dương thực hiện chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, mẫu mắt từ thiện khắp ba miền, định kỳ vào hàng tháng cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành trong cả nước vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Cườm mắt là tên gọi để chỉ hai bệnh thường gặp về mắt, đó là cườm nước và cườm khô, thường gọi là đục thủy tinh thể hay cườm hạt, cườm đá. Trong khi đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây suy giảm thị lực hàng đầu trong các bệnh lý về mắt, thì glaucoma cũng đứng vị trí thứ hai trong nhóm nguyên nhân gây nên mù lòa. Phần lớn đục thủy tinh thể đều phát triển ở cả hai mắt, thế nhưng khi chỉ mới bị bệnh ở một mắt thì mắt còn lại cũng sẽ có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu bệnh. Một số dấu hiệu có thể xuất hiện khi bị cườm nước như đau đầu hoặc đau nhức vùng mắt dữ dội, mắt đỏ, tầm nhìn bị suy giảm như có màn sương mờ bao phủ trước mắt, mất thị lực có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên mắt với diễn biến nhanh chóng. Các triệu chứng trên thường diễn ra một cách cấp tính và không liên tục, nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ và sau đó xuất hiện trở lại và ngày càng nặng hơn. Nhiều người nghèo họ cũng biết rằng mờ mắt do đục thủy tinh thể không phải là khó chữa trị đối với y học ngày nay. Tuy nhiên với họ thì việc khám và mổ mắt dường như là một điều xa vời, vì không có tiền, vì đường xá xa xôi, đặc biệt là ở tuổi già, khi mà cuộc sống của họ đã phần nào lệ thuộc vào con cái hay người thân và đành lòng cam chịu cảnh mù lò vất vả, khổ sở đi lại khó khăn và trở thành gánh nặng của con cái. Tất cả cũng vì chữ nghèo nên họ đành chấp nhận sống qua ngày, đoạn tháng, đến đâu hay đến đó. Với tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, gia đình Thiện Tâm cùng trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn hết lòng vì người nghèo, định kỳ hàng tháng đã phẫu thuật thành công cho hàng trăm ca đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác. Các bệnh nhân đến đây đều được khám, mổ, chữa trị và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí, được phục vụ cơm nước chu đáo. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân mổ mắt còn được chương trình tặng một phần quà để họ bồi dưỡng trong những ngày điều trị và tiền xe đi về. Sang năm mới, năm 2018, gia đình Thiện Tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình nhân đạo này nhằm mang lại ánh sáng cho nhiều bà con nghèo trên khắp ba miền đất nước. Càng có nhiều ca mổ thành công, gia đình Thiện Tâm càng cảm thấy hạnh phúc và hân hoan hơn bao giờ hết. Niềm vui của sự cho đi và nhận lại còn nhiều hơn thế. Gia đình Thiện Tâm hiểu rằng thiện nguyện không phải là cái gì đó lớn lao, mà bắt nguồn từ những trái tim thiện tâm, biết đồng cảm, biết xót thương cho những phận người kém may mắn trong cuộc sống. Hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Xin cho những con tim
và xin cho những ước mơ cháy bồng. Tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái. Dạ, thưa em tên là Kelly Võ. Dạ, còn hai bé? À, đây là Allison Đặng và Arnold Đặng. À, dạ. Hôm nay là chị là mạnh thường quân của cái chương trình Mổ Mắt của Thiện Tâm. Thì hôm nay chị thấy cái chương trình Mổ Mắt hôm nay như thế nào hả chị? Dạ, nói chung ngày hôm nay em rất là vui và thấy hạnh phúc khi mà được nhờ có chị Jennifer Cao đã là người đại diện mà giúp em đến tới gia đình Thiện Tâm. Dạ, cho nên hôm nay em mới có cơ hội đến để mà thăm tất cả ông bà với những người lớn tuổi mà được mổ mắt ngày hôm nay thì em thấy rất là hạnh phúc ạ. Hy vọng là mình còn có một cái cơ duyên dài lâu hơn để mà mình có thể kiếm thêm những người mạnh thường quân khác để mà có thể ủng hộ cho Thiện Tâm để mà giúp thêm những người khổ khác. À, thay mặt Hội Thiện Tâm và thay mặt những bệnh nhân nghèo, cảm ơn chị và gia đình đã tài trợ và sẽ luôn đồng hành với Hội Thiện Tâm để giúp đỡ được rất là nhiều những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị. Dạ, tôi không có gì ạ. Thank you.
Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi từ khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu người và muôn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Những ánh mắt nói bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Phong phanh là sợ mổ từ thiện này kia ha. Thì con xin giới thiệu đây là bác sĩ Hồ của bệnh viện Trung ương, là bác sĩ rất là giỏi về chuyên khoa mổ mắt và chuyên chỉ mổ mắt, nên là các bác cứ an tâm, không phải mổ từ thiện là sợ là mổ không tốt. Mổ từ thiện nhưng mà gặp bác sĩ giỏi không à, nên mình có thể an tâm về vấn đề của bác sĩ. Và bác sĩ ở đây là mổ với chương trình có từ thiện, tụi em vẫn có thể chỉ là cung cấp cái tiền để mà mua những như là cái len kiến mắt, cấp kiến rồi khám bệnh này kia. Nhưng mà cái phần từ thiện vẫn là các bác sĩ ở đây là đoàn bác sĩ mổ từ thiện kết hợp với chương trình của những cái nhóm từ thiện. Đây là những bác sĩ rất là giỏi của bệnh viện và chuyên khoa chuyên về mổ mắt. Thì Hương đại diện cho tất cả người nghèo khắp ba miền đến đây. Có những sơ sót lớn tiếng hay không vui, mong quý vị bỏ qua. Và cảm ơn bác sĩ Hồ, đoàn của bác sĩ Hồ ở tại bệnh viện Dương Dương này đã chung tay đem lại ánh sáng cho rất là nhiều người khắp muôn nơi. Bây giờ bà con mình tặng riêng cho bác sĩ Hồ với đoàn bác sĩ một tràng pháo tay cho đem ánh sáng đến mọi người. Cũng cảm ơn lời khen ngợi động viên của đoàn từ thiện cho khoa mắt bệnh viện Trưng Vương. Thì thôi cũng xin đại diện cho khoa mắt bệnh viện Trưng Vương cảm ơn đoàn từ thiện, hội từ thiện Thiện Tâm ngày hôm nay đã tài trợ cho cái chương trình mổ mắt của chúng ta. Cảm ơn những anh chị em trong đoàn đã đi theo, đã đi ủng hộ, đã làm việc giúp đỡ cho đoàn được hoàn thành tốt cái chuyện màn mổ ngày hôm nay. Một lần nữa cũng xin cảm ơn và rất mong được làm việc với hội từ thiện Thiện Tâm ạ. Bây giờ tất cả chương trình của mình con xin nhắc lại, có thể nói với người thân người quen. Chương trình là mổ mắt từ thiện, không có tốn tiền trả cho bác sĩ mổ. Không có ca mổ mắt nào
hơn mấy trăm ngàn hết. Chị bắt bác chị trả tiền đi xe mà thôi ha, mình trả tiền đi xe đường xa đó, và tiền ăn uống hai cử của quý vị với tất cả trưởng đoàn. Nếu ai trả mấy triệu thì đến kiếm con giải quyết, vì không có ai trả trên mấy trăm nghìn hết. Đó là trả cái chi phí các bác đi từ dưới quê lên. Thì sau khi các bác mổ xong, tụi con có chương trình đó là phát quà, một chút phần quà coi như là mì mà sữa, rồi mạnh thường quân tài trợ cái gì tụi con tặng cái đó. Sau đó là ai ở xa và người lớn tuổi và ở xa ở tỉnh mà là thuộc dạng hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tùy theo. Thí dụ bác nào khó khăn quá thì có thể 500-300, còn bình thường là 200 hết cho mỗi một người. Còn ai ở thành phố mà trẻ có khả năng thì là em chỉ phát một phần quà, không có phát tiền. Mọi người đừng có thắc mắc là tại sao người này có người kia không. Vạn sự con xin tùy duyên, tức là ai còn trẻ còn sức lao động thì con không có phát tiền nha. Mọi nhà mình thông cảm và nhớ rằng tất cả mọi người không ai được trả trên mấy trăm ngàn để mà đi từ quê lên tới đây hết. Nếu ai trả là có một sự không có công bằng và không đúng, thì có thể tìm gặp con và hoặc là số điện thoại đó, cứ kiếm bất cứ cô áo viên nào áo đen xin số điện thoại con sẽ giải quyết cho ha. Mình gia nhà mình có ai mà trả mấy triệu bạc thì cứ lên gặp con, đợi con sẽ giải quyết cái phần đó. Riêng còn lại chị trả tiền dưới trưởng đoàn khi mà đi xe bus lên đây, thì bây giờ cho ăn phần quà, cho tiền về xe trở lại ha quý vị ha. Rồi nhớ kỹ giùm con ha. Nếu mà về mổ mắt á là sẽ gặp người thân người quen thì cứ giới thiệu lại rồi cứ đi mổ, và ưu tiên cho diện hộ nghèo. Đó là cái tấm lòng của tất cả những mạnh thường quân khắp năm châu, người ta giúp đỡ cho những người già đem lại ánh sáng. Kính thưa bệnh viện và kính thưa đoàn từ thiện Thiên Tâm và kính thưa các nhà hảo tâm đã hỗ trợ sự mổ mắt miễn phí cho các anh chị em chúng tôi ở xa gần về đây để tìm một cái ánh sáng trong chính. Và tôi không có gì hơn cảm ơn chân thành bệnh viện và các nhà mạnh thường quân và đoàn từ thiện Thiện Tâm. Tôi thay mặt cho các anh chị em có lòng thành thật và cảm ơn xin nói. Bác nhiều lắm, nhớ nghỉ ngơi nha. Ha, bác về bác nghỉ ngơi cho con, rồi thôi thì bác về chỗ. Con cũng xin chúc sức khỏe các chú bác mau sớm lành đôi mắt. Là tổng chương trình là để mua len, mua kiến để hỗ trợ cho bác sĩ là 51 triệu, tổng cộng là 83 ca. Sáng nay mình đăng ký 100 mấy ca đó, nhưng mà chỉ có 83 ca là có thể có khả năng mổ. Một số người không mổ thì được chút xíu quà, chút xíu tiền. Đây là chỉ là tổng cái tiền mua len, mua đồ, chưa tính tới tiền quà, thì em sẽ có báo cáo sau. Thì mỗi lần chương trình sẽ báo cáo tổng chi phí trả cho bệnh viện là bao nhiêu ha. Tổng cộng 83 ca là 51 triệu. Thì nếu mà Hương không báo đây thì tất cả ai làm chương trình sẽ đứng đại diện báo tổng cái chương trình. Và khi báo chi tiết thì em sẽ có cái bài viết rõ ràng. Chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, Mổ Mắt Từ Thiện Khắp Ba Miền là chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, bởi không những đem lại ánh sáng cho người bệnh mà còn tạo cho họ sự lạc quan, tin tưởng trong cuộc sống. Tất cả bệnh nhân được mổ mắt từ chương trình này, nhất là những người bị đục thủy tinh thể do tuổi tác, hầu hết mắt ai cũng sáng hơn. Thiện Tâm Charity Group chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, các anh chị em tình nguyện viên đã chung tay cùng gia đình Thiện Tâm thực hiện chương trình nhân đạo mang đậm tính nhân văn sâu sắc này. Hy vọng chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, Mổ Mắt Từ Thiện Khắp Ba Miền ngày càng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các bác sĩ, các cơ quan, tổ chức, để những người nghèo giảm bớt nỗi thống khổ, có thêm động lực và lạc quan hơn trong cuộc sống, dẫu cho cuộc đời này còn lắm nỗi gian nan. Hãy cố gắng gieo vào trái tim bé nhỏ thánh thiện của chúng ta những hạt giống của sự thiện tâm. Đừng ngần ngại cho đi yêu thương khi còn có thể,
mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại. Trời xanh nên chim mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt ngó biển khơi nên chim mắt cũng xa vời đại dương, bởi vì mắt có tình thương nên chim mắt cũng vân vương lệ sầu, bởi vì mắt ngó biển dâu nên chim mắt cũng đưa màu từ bi. Đôi mắt nhìn cả bầu trời, nhìn sông nước chảy, nhìn đời lặng trôi. Đôi mắt nhìn cả biển khơi, nên chỉ đôi mắt mong đời thắm tươi. Bởi vì mắt ngó trời xanh nên chỉ mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt ngó biển khơi nên chi mắt cũng xa vời đại dương, bởi vì mắt có tình thương nên chi mắt cũng vân vương lệ sầu, bởi vì mắt ngó biển dâu nên chi mắt cũng đưa màu từ bi. Đôi mắt nhìn cả bầu trời, nhìn sông nước chảy, nhìn đời lặng trôi. Đôi mắt nhìn cả biển khơi, nên chỉ đôi mắt mong đời thắm tươi. Bởi vì mắt thấy đường đi nên chỉ mắt cũng xa gì khen chê, bởi vì mắt thấy nhiều khê nên chỉ mắt ước sang người nội tâm, bởi vì mắt thấy nhiều khê nên chỉ mắt ước sang người nội tâm.